Thường thì trước đây khi chúng ta sưu tầm các cái dòng lan phụ nữ thì đầu tiên mọi người cũng hay biết đến cái dòng lan này. Đây là một cái dòng lan phụ nữ có tên là Vàng Xưa, và nó cũng có một cái tên khác nữa là Đam Say. Đây là một trong những màu vàng nổi bật cũng khá là đẹp. Và sau đó thì tiếp theo dần dần chúng ta đã tiếp cận với rất nhiều dòng lan phụ nữ khác. Thì từ hôm đến giờ Duy Anh cũng giới thiệu đến mọi người khá nhiều dòng rồi. Nhưng mà khi mà hoa ở vườn nở ra thì càng ngày càng nhiều cái loại giống mới và nó cũng rất là đặc sắc. Hôm nay Duy Anh xin đưa mọi người đến với một cái dòng lan có cái tông màu vàng chủ đạo và kết hợp với màu nâu. Và trước hết là cho mọi người xem cái thân của nó trước, rất là bất ngờ. Mọi ngày thì khi mà chúng ta sưu tầm còn ít ấy, thì thường nghĩ rằng thân to thì chỉ có là sô-cô-la rồi sumo chẳng hạn. Sau này thì cây cam lửa nó cũng khá là lớn. Nhưng bây giờ càng ngày càng đi tìm hiểu thì nó còn nhiều dòng nó đặc biệt hơn nữa. Như cái loại này này, củ nó rất là to. Bốn ngón tay chúng ta là vẫn còn nhỏ hơn. Khi chăm sóc tốt nó tròn và căng mọng. Hay là như đây, cái cây này là cây, ví dụ như là cây hồ ly tím này. Hồ ly tím cây nó cũng rất là to. Thì quay trở lại với cái chậu cây này. Chậu cây này là một trong những chậu cây tông màu vàng. Để Duy Anh sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng cái hoa của nó. Đây là những bông hoa mới nở được vài ba ngày. Tuyệt đẹp. Màu vàng rất là tươi. Đấy, vàng kết hợp với những đốm nâu. Rồi cái mũi trắng. Nhân tiện nói đến cái lan phụ nữ này thì Duy Anh cũng chưa có thời gian để phân tích cho mọi người. Hiện bây giờ có một cái dòng mà một số người đang còn đưa lên gọi là phụ nữ mặt hoa mới. Hoa rất là sặc sỡ và đẹp. Nhưng mà lưu ý mọi người, nếu như mà những vườn chưa có kinh nghiệm về lan phụ nữ, họ nói thế thì mọi người từ từ đã tin nhé. Thì Duy Anh biết chắc chắn đó không phải là phụ nữ, nhưng mà người ta đưa về, người ta giới thiệu là lan phụ nữ mặt hoa mới. Thực tế là cái lá của nó hơi na ná một chút, nhưng mà cái thân và cái hoa không phải. Chúng ta lưu ý là đối với lan phụ nữ bao giờ nó cũng có cái hình dạng như thế này. Cái khu vực này là giống như là cái đầu và cái thân của một cái người con gái đang múa này. Dưới này là cái bộ váy và trên này là bộ cánh. Riêng đối với lan phụ nữ, bất cứ một loại nào đều có kết cấu mặt hoa như vậy. Đây chúng ta nhìn thấy này. Ở giữa đây giống y hệt một người đang đội mũ. Bộ váy xòe rất đẹp. Cái này thì bộ cánh của nó rất nhỏ, nhưng những loại này thì là bộ cánh rất là to. Đó là đặc điểm về bông hoa nhé. Do đó khi mà người ta có giới thiệu đến một cái loại hoa gì đó mà chúng ta thấy mặt hoa không đúng với lan phụ nữ thì chắc chắn đó không phải là phụ nữ. Cái thứ hai nữa, đối với lan phụ nữ ngoài cái mặt hoa ra thì tất cả các cái dòng lan phụ nữ, dù là từ nhỏ như cây lava hay là cây phụ nữ vàng anh, thì nó đều có một cái thân, một cái giả hành như thế này. Không phải tất cả những dòng có giả hành đều là phụ nữ, nhưng mà đã là phụ nữ thì phải có giả hành. Thì hiện bây giờ cái một số cái mặt bông kia, để cho anh kèm cái mặt bông và cái cây lên đây để cảnh báo cho mọi người nhé. Vì cái dòng hoa mà họ giới thiệu là mặt hoa phụ nữ mới đó thì nó đẹp thì đẹp thật, nhưng là cái sức sống của cây đó nó rất kém. Và những mùa sau chúng ta trồng thì gần như là không cho hoa hoặc là cho hoa rất là ít. Do đó là chúng ta mua thì vẫn có thể mua, nhưng nếu nói là phụ nữ thì nó là không phải. Còn đối với cái chậu lan như thế này thì cái mặt hoa thì mọi người thấy đây rồi, cái sắc hoa cực kỳ đẹp. Và cái độ to lớn của hoa thì nó cũng là một trong những top hoa lớn nhé. Chúng ta có thể so với những bông này thì nó cách nhau một trời một vực. Cỡ bông này nó to hơn cả kẹo ngọt và to hơn rồi mèo vàng. Đấy. Độ bền hoa này thì nó cũng rất là cao. Khi mà cây càng to càng khỏe thì nó càng độ bền nó càng cao. Hiện bây giờ có những cái chậu như thế này nó rất là
là lùm, đến tận 13, 14, 15 thân, có những chậu đến 20 thân. Duy Anh thì cũng đang để như thế này thôi, cũng nếu mà bán thì cũng khá là cao tiền. Do đó ai mà có nhã ý muốn sưu tầm thì chúng ta hỏi riêng nhé, vì cái này tôi chưa báo bán đâu, chỉ có một số cây đang có nụ đây. Như chậu này nó có đến 4 cần nụ, và những trong này còn chắc chắn còn sẽ có những cái nụ sắp nứt nữa. Đây là những cái cần nụ đầu tiên, cái lứa đầu tiên ra nụ chứ chưa có các cái lớp mà phải cắt bông đâu. Toàn bộ đây là cây tơ hết. Những chậu cây rất là to lớn. Thì những loại này mà ai sưu tầm thì giá khá là cao. Thì hầu hết là nó cũng có 1, 2, 3 vòi hoa. Những dòng mà hoa nó to nó như thế này thì cứ một cần bông nó cũng cách nhau đến 30, 40 nghìn đấy. Khi mà cành bông như thế là loại này này thì có thêm 1, 2, 3 cành nó cũng bình thường. Nhưng mà đối với những loại bông mà cây mà có hoa to ấy, thì cứ mỗi cần bông nó mọc ra thì đều phải thêm những lượng tiền nhất định, mấy chục nghìn một cần bông ấy. Trong cái video hôm nay thì Duy Anh cũng thông báo với các bác gái, các cô, các chị em và các cháu gái, thì hôm qua có nói là ngày hôm nay sẽ lên một video để bán hàng cho mọi người với cái giá khuyến mãi của Tinh Thần ngày 8 tháng 3, nhưng do công việc lại đột xuất không thể là thực hiện cái video đó được. Thì với Tinh Thần vẫn như cái video hôm qua mà Duy Anh đã thông báo nhé, mọi người cứ mua, có thể mua tất cả các sản phẩm ở Duy Anh trong ngày mai, thông báo luôn là trong ngày nay và ngày mai, kết thúc ngày mai là coi như là không có khuyến mãi nữa. Đó là với cái chương trình là mua một cây sẽ giảm 20.000, hai cây giảm 40.000, ba cây giảm 60.000, bốn cây giảm 80.000 và năm cây giảm 100.000. Đó, như vậy là cứ mọi người cứ như vậy. Còn giá cả thì vẫn tính bình thường, vì hiện bây giờ mong các bác cũng thông cảm, bởi vì quá trình trước đây không kinh doanh thì không ai nói gì cả, nhưng bây giờ tôi cũng thuộc vào người là bán lan rồi. Do đó là bên cạnh mình thì còn những người bạn, bởi vì tôi lấy hàng, lấy cây thì nhập giống, dù là nhập từ Đài Loan hay nhập từ Mỹ thì tôi đều nhập chung với hai người bạn, trong đó có một người chính, còn một người thì thi thoảng mới chung thôi. Do đó mình bán mà nó giá nó khác đi thì không được. Thì thực tế là cái số đó tôi bán thì cũng chỉ là bán một số ít để gọi là tăng cái sự tương tác của các bác, và thi thoảng chúng ta tạo sự phấn khởi trong những ngày lễ, ngày Tết thôi. Nhưng mà vừa rồi cũng đã bị bạn bè cũng có phê bình rồi, nên tôi bây giờ thì không thể bán được theo kiểu đó nữa, mà vẫn bán với giá bình thường, nhưng mà thi thoảng thì vẫn có những chính sách khuyến mãi, nhưng mà ít thôi. Do đó là khuyến mãi thì mỗi đợt một khác nhau, chứ không, nó không phải nhất là lần này tôi giảm 20.000 thì lần sau cũng phải giảm như thế, có thể lần sau tôi giảm hơn và cũng có thể lần sau là không giảm hoặc giảm rất là ít. Thì cái đó là tùy vào mọi người, thấy hợp lý thì chúng ta sưu tầm, còn không hợp lý thì có thể mọi người xem cho vui, cổ vũ động viên cho Duy Anh. Còn ở chỗ với vườn của Duy Anh thì chắc chắn càng ngày sẽ càng nhiều giống vũ nữ rồi các loại cây khác nữa để cho mọi người sưu tầm, rồi hồ điệp thơm cũng như là các cái dòng cẩm phù mà nó hàng trung cấp và cao cấp ấy. Dần dần hướng đến xu thế là những không gian chật hẹp để cho mọi người chúng ta sưu tầm những cây dòng nó nhỏ nhỏ bé bé thôi. Thì hồi nãy Duy Anh đang nói dở là trong ngày nay và ngày mai là ngày mùng 1 âm lịch ấy, và là thành ngày 10, mùng 10 dương. Thì ai mua cứ như cái bài đăng hôm qua, 5 sản phẩm thì sẽ giảm 100.000 sau khi tính là toàn bộ tổng giá trị sản phẩm cộng với 35.000 tiền ship cho một đơn. Ví dụ như là tổng chúng ta lấy 5 cây là hết 700.000 tiền cây và 35.000 tiền tiền cước
thì Duy Anh sẽ giảm xuống 100.000, từ 735 xuống 635. Đó, như vậy để cho mọi người chúng ta nắm và biết đường chủ động để liên hệ. Và cái giảm là đối với tất cả các cái dòng lan vũ nữ hay là chuỗi ngọc hay là bất cứ một cái sản phẩm gì của nhà Duy Anh. Và hết ngày mai là thôi nhé. Và cũng với cái chương trình đó, nếu như ai mua lên đến 10 chậu thì sẽ giảm cho mọi người 100.000 sau khi tính tổng giá thành sản phẩm và tặng thêm 1 chậu nữa là thành 11 chậu. Và trong thời gian tiếp theo thì Duy Anh sẽ lần lượt dần dần sẽ giới thiệu sâu hơn về đặc điểm từng loại cây lan vũ nữ, rồi mặt hoa của nó, độ bền, rồi cách trồng, cách chăm sóc. Hiện bây giờ cái nhu cầu của các bác về việc là chăm sóc dòng lan vũ nữ thì cũng khá là lớn, nhưng mà Duy Anh chưa có thời gian để làm cho mọi người được. Thì có thể dần dần sẽ giảm bớt cái phần bán và Duy Anh sẽ đầu tư tăng thêm thời gian về cái vấn đề giới thiệu. Do đó là nếu như mà bác nào mà mua của Duy Anh thì thứ nhất là chờ đợi một chút, thứ hai nữa là cũng chưa chắc Duy Anh đã bán nhiều, mỗi lần chỉ bán một ít thôi. Chứ còn nếu bán nhiều quá lại không có thời gian dành cho chăm cây và giới thiệu cây. Và những ai chốt trong ngày mai, ngày kia thì phải một tuần sau nữa Duy Anh mới có thể là trả hàng, thậm chí là hơn một tuần. Còn video hôm nay thì xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.